Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu Trung Quốc hạ đặt giàn khoan ở bãi Tư Chính, tình hình ở Biển Đông đã lý tưởng tương thông trong biến cách của 16 chữ vàng, đến mức có thể xảy ra việc Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan ngay tại bãi Tư Chính hoặc sát khu vực một lô dầu màu mỡ nào đó của Việt Nam đang khai thác. Từ cuối tháng 9 năm 2019, Trung Quốc đã điều giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 vào Biển Đông, động thái nhái lại hình ảnh của giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 như một cái tát vào mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Hải Dương 982 là sự hiện diện của tàu cẩu Lam Kinh, một trong những tàu cẩu lớn nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Đến đầu tháng 10 năm 2019, chính Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải lần đầu tiên xác nhận Trung Quốc đã điều tới 28 tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tuy vẫn không quên thông báo thành tích bộ này đã kịch liệt phản đối Trung Quốc đến 40 lần. Như vậy, Trung Quốc đã tổ chức khá đầy đủ những cơ phận trong cỗ máy xoay nghiền sẵn sàng vận hành của nó, tàu cẩu, giàn khoan của các tàu bảo vệ. Những cơ phận trên là sự tiếp nối cho một tối hậu thư từ Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sảng đã tung ra một tuyên bố chưa từng có, khẳng định bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam phải ngừng mọi hoạt động khai thác dầu khí ở nơi này. Dấu hỏi lớn tiếp liền nếu Trung Quốc tiến thêm một bước là hạ đặt giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 trong khu vực bãi Tư Chính hoặc nằm ngoài khu vực này nhưng sát với một lô dầu khí màu mỡ nào đó của Việt Nam đang khai thác, liệu các lực lượng được xem là chức năng và có trách nhiệm của Việt Nam có dám phản ứng? Nếu phản ứng thì sẽ có như thế nào? Cần nhắc lại, tới nay đã tròn 3 tháng kể từ ngày Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ cho tàu này xâm phạm bãi Tư Chính như vào trốn vô chủ quyền, nhưng lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn chưa một lần dám nổ súng cảnh cáo. Trong khi đó, toàn bộ chóp bu Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng trở xuống vẫn kiên định cầm như hến mà không một lần dám nêu tên Trung Quốc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới văn rốt võ rát này dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Cơ hội gần nhất và rõ nhất để tố cáo Trung Quốc đã bị chính thể để cho Đảng và Nhà nước lo làm cho trôi tuột là tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2019. Khi đó và với một Nguyễn Phú Trọng không thấy, chỉ có Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, thậm chí còn chẳng dám hé môi về cái tên Trung Quốc. Cho đến lúc này hầu như đã rõ về ý đồ từ gây hấn đến gây chiến của Trung Quốc tại bãi Tư Chính. Bắc Kinh không chỉ muốn đóng vai kẻ cướp xông vào nhà người khác để đòi chia tài sản dầu khí theo tỷ lệ nào đó, chẳng hạn 60-40, mà còn muốn chặn đường tiếp cận Mỹ của Nguyễn Phú Trọng hoặc một quan chức nào đó đi Mỹ thay cho Nguyễn Phú Trọng. Nếu phải quỳ mọp chấp nhận phải chia chác nguồn tài nguyên thiên nhiên cuối cùng là dầu khí cho kẻ cướp, Đảng Cộng quyền Cộng sản Việt Nam sẽ mất trắng nhiều tỷ đô la tiền dùng để nuôi đảng và trả núi nợ nước ngoài ngập đầu đến hơn 100 tỷ đô la chỉ tính riêng cho khối chính phủ. Song tình hình của giới chóp bu Việt Nam hiện thời không còn là tiến thoái lưỡng nan trong thế đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ mà đã lâm vào nguy khốn. Cho dù Bộ Chính trị Việt Nam có cắn răng cùng hợp tác khai thác dầu khí theo tối hậu thư của Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị, chẳng có gì bảo đảm là Trung Quốc sẽ rút các tàu thăm dò và giàn khoan biến khỏi Biển Đông. Động tác tiếp liền như một tối hậu thư khác của Trung Quốc là đòi hỏi Nguyễn Phú Trọng đích thân quan chức này phải chầu thiên triều trước khi đi Mỹ hoặc phải tự kết liễu kế hoạch đi Mỹ. Nếu chịu phủ phục trước cả hai yêu cầu của Trung Quốc, Việt Nam về thực chất sẽ trở thành một thứ chư hầu không cần tuyên bố của Bắc Kinh. Kịch bản ngày càng rõ là Việt Nam khó có thể tránh thoát nguy cơ của một cuộc tấn công quân sự, dù có thể chỉ ở cấp độ lữ đoàn từ phía Trung Cộng,
Chiến dịch tấn công này nếu xảy ra chắc chắn sẽ diễn ra trên biển và rất gần gũi về mặt kinh tuyến và vị tuyến với những mỏ dầu mà Việt Nam đang dự định khai thác, nhưng nằm trong đường lưỡi bò mới được Trung Quốc vẽ bổ sung. Bước đầu, Trung Quốc có thể tấn công các tàu hải cảnh của Việt Nam đang bảo vệ bãi tư chính. Sau đó, cuộc chiến sẽ leo thang với sự đụng độ giữa các tàu chiến của hai bên. Tuy nhiên, xét về năng lực hải quân thì cho dù có điều động toàn bộ số tàu chiến và hải cảnh ra Biển Đông, phía Việt Nam cũng chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng lượng tàu chiến và hải cảnh của Trung Cộng. Chưa kể hàng chục ngàn tàu thương mại dân sự, tức tàu cá được bọc sắt mà phía Trung Quốc Bắc Kinh tung ra như một đòn chiến thuật biển vào những lúc không cần có mặt tàu chiến, hải quân Việt Nam sẽ khó lòng cầm cự được lâu nếu nổ ra chiến tranh ở Biển Đông. Còn nếu xét về ý chí hải quân bám bờ trong suốt nhiều năm qua thì chẳng có hy vọng gì việc hải quân Việt Nam dám can đảm chống cự với tàu Trung Quốc. Khi bị tấn công, thậm chí cảnh bỏ của chạy lấy người còn có thể lan tỏa đúng theo phương cách chống giặc bằng cờ mà giới chức vụ Cộng sản Việt Nam đang đốc thúc phát 1 triệu lá cờ đỏ sao vàng cho ngư dân để bám biển. 5 năm sau cái năm 2014 vừa khốn khó vừa chịu nhục, cho bù Cộng sản Việt Nam vẫn ngập ngụa nguyên trạng trong cảnh nguy khốn thực sự, cùng tương lai mất dầu khí và lãnh thổ biển đảo. Trong khi đó, bài toán đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, đối trọng quân sự duy nhất với Trung Cộng ở Biển Đông, vẫn cứ y ra đó bởi những quan chức Việt Nam chết đến đít vẫn còn kiêu căng hợm hĩnh Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ, cùng lúc đẩy số phận của Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam của ông ta từ những người khốn khổ thành những kẻ khốn cùng. Tiến lui chiến sĩ đồng bào, vái cho tàu cút, lạy cho khựa nhào. Ngày xưa gần 1 triệu đồng bào miền Bắc không nghe lời bác dụ khi đã di cư vào Nam sống đời tự do. 150.000 đồng bào tường bờ tập kết ra Bắc cùng với bác xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa, nhưng bác nào có để yên, mâu thuẫn là quy luật phát triển của bác. Bác đê mê ngồi trên ao cá Ba Đình, vừa đọc tác phẩm tự sướng vĩ đại của Trần Dân Tiên, vừa hùng hổ kêu gọi toàn dân đem bụng lép, mang dép dâu, đội nón cối, các đồng chí gái kinh nguyệt có đều không, bác mặc kệ, vượt Trường Sơn để đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, tiến lên dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn. Tiến lên, chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Tiến lên, nhắm thẳng quân thù mà bắn. Chúng là người Việt Nam, nhắm thẳng mà bắn. Kết quả, từ 3 đến 5 triệu người Việt, cả hai miền Nam Bắc đã chết cho cái gọi là ta đánh là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô. Mấy triệu mạng người sinh Bắc tử Nam, sinh Nam tử Nam, sinh ở đâu cũng chết bởi búa và liềm của bác. Cả nước bị phỏng toàn thân, mấy triệu mạng người không quý bằng cái độc lập của con đĩ đực đánh thuê Hồ Chí Minh, không quý bằng cái tự do của tên công an Vũ Văn Hiển. Đối với đồng bào cùng một dòng máu là như vậy, chẳng tình gia đình, không nghĩ anh em, chẳng cần thương lượng, chỉ cần AK-47, B-40 và các bùm, phải tiến, phải đốt, phải giết, phải nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam bằng màu cờ máu. Lời Hồ đã phán, chúng chết một thì ta chết 10, rồi chúng cũng sẽ phải thua. Ngày nay, Tàu Cộng xâm lược Việt Nam im lặng, dù cả Biển Đông, đồng đã khô, hồ đã cạn. Câm miệng, xâm lược có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, đảng ta quyết không sợ, không có gì quý hơn 4 vàng và 16 tốt. Lùi bước, dương cao 1 triệu lá cờ đẫm máu của hàng triệu sinh linh mà đảng ta bám bờ để phát cho ngư dân bám biển, nhắm thẳng quân thù mà vái. Chúng là người tàu, nhắm thẳng mà lạy, chúng là đồng chí, cũng là anh em. Ngày nay, kẻ thù không phải là đám ngụy quân ngụy quyền mang dòng máu Việt đang sống đời tự do để đảng ta phải nướng hết hàng triệu sinh linh của dân tộc cho sự nghiệp giải phóng chúng khỏi gông cùm tự do. Ngày nay, kẻ thù là 4 tốt và 16 chữ vàng đang mở rộng vòng tay chào đón chúng ta sống đời Bắc thuộc. Biển Đông có cạn, Tây Nguyên có mòn, song chân lý ấy không được thay đổi.
Cái này phải khéo léo đàm phán, phải kiên trì ba không, phải cúi đầu nhượng bộ, phải một lòng một dạ bảo vệ đại cục của những người anh em, tuy rằng khác giống nhưng chung một lò. Nước có mất, nhà có tan, nhưng tình hữu nghị giữa hai đảng phải muôn năm, hòa bình trên nhung lụa của toàn đảng phải muôn đời, ngai vàng và cơ ngơi của toàn đảng phải trường cửu. Bước lui chiến sĩ đồng bào, tránh chỗ cho đảng ta vinh quang, nhắm thẳng quân thù, hướng về đại cục của chúng ta mà vái. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.